Đây các bạn, mình đã làm sạch cá rồi nghe các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đem vào ướp gia vị cho nó thấm. Để chúng ta nướng thôi. Đây, tôi đã làm sạch sẽ rồi các bạn nghe. Đây các bạn, mình đã chuẩn bị sẵn ớt, tỏi và hành tím để ướp nha các bạn. Mình sẽ giả và ướp vào cá cho nó thơm nha các bạn. Chuẩn bị một ít nghệ tươi nha các bạn, giả vào ướp cho nó thơm nha các bạn. Ít sa tế nữa nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trộn cá lên cho nó thấm gia vị. Quên các bạn ơi, mình sẽ sắp muối xả, thêm muối xả để cho nó có hương vị đậm đà hơn các bạn. Các bạn, chúng ta sẽ đổ xả vào đây các bạn. Rồi, trộn đều lên các bạn ơi. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Rồi, chờ cho nó thấm nha các bạn. Cá ướp thấm rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ vào dĩa mình nướng thôi các bạn ơi. Đây là mình chuẩn bị sẵn lá chanh nha các bạn.
Lá chanh mình bỏ vào cho nó thơm nha các bạn. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ bắt đây mình nướng nha các bạn. Hello các bạn, bây giờ tôi sẽ bỏ lên bếp nướng nha các bạn. Đó. Bây giờ chờ cho nó chín thôi các bạn ơi. Đỏ mày. Đù. Đây là khoai lang nướng ruột đỏ nha các bạn. Đủ ngon kinh mơ. Chín rồi các bạn ơi. Nãy chị nướng cũng cỡ 20 phút rồi, giờ chắc ăn được rồi các bạn. Bốc khói rồi nè. Thơm quá. Các bạn ơi, thơm quá các bạn ơi. Ui trời, đã quá. Đây là lá chanh các bạn. Ui. Sướng quá các bạn ơi. Mình ăn thử miếng cho các bạn xem nha. Mời các bạn nha. Không thể chê vào đâu được các bạn ơi. Đây mình đã chuẩn bị sẵn một ít rau sống để mình cuốn mình chấm ăn. Đây là lá cóc nha các bạn. Đây là chuối chát. Rồi mình sẽ chấm ăn chi leo nè các bạn nha. Đây các bạn, miếng cá rất là ngon nha các bạn. Thấy luôn các bạn ơi. Nóng quá. Đây, mời các bạn nha, mình chấm ăn thử. Ngon quá.
Ngon quá bạn ơi. Đúng không? Tuyệt vời quá. Các bạn xem clip nhớ like, share và đăng ký kênh với mình nha. Ăn rất là tuyệt vời. Ngon quá. Cá khô và dai, rất là thấm, thơm quá. Thôi mình ăn tiếp đây, hẹn các bạn vào clip tiếp theo nha. Bye bye các bạn nha. Ngon thiệt các bạn. Các bạn ơi.